Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh YouTube của mình. Và hôm nay là ngày 16 tháng 9 năm 2019 và bây giờ cũng là hơn 11 giờ tối các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có ít mẫu sản phẩm cũ mình giới thiệu và thanh lý cho các bạn. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc con này là con Tab Archer nhé. Con này, màn hình con này là 7 inch. Tab Archer, hôm nay thì mình vừa mới về mẫu sản phẩm Tab Archer này các bạn nhé. Thì mình sẽ giới thiệu và chia cho các bạn nhé. Tab Archer này. Này. Tab Archer thì cấu hình con này là màn hình, con này là màn hình 7 inch nhé. Này. Con này thì có cả chức năng nghe gọi đầy đủ nhé. Này. Con này là chạy được 2 sim, sim 1, sim 2 và một thẻ nhớ nhé. Đây camera ra ngoài này. Và đây ở trong cái bộ phận hộp của Archer này thì các bạn sẽ tặng một cuốn sách hướng dẫn này. Dày lên tận ấy luôn này. Cực kỳ là dày các bạn nhé. Và một cái nắp lưng dự phòng các bạn nhé. Đây. Con này sẽ tặng được 2 nắp lưng nhé. Ở đâu? Được 3 nắp lưng này. Một lưng nữa này. Hình như có con 2 nhưng mình không để ý, nhưng mà được tặng rất nhiều nắp lưng này. Và đây là màu gì nhỉ? Đây là màu xanh này. À đây là màu tím này. Và đây là màu trắng này. Và đây là màu xanh các bạn nhé. Thì mình sẽ để tạo màu xanh vào đây cuốn sách hướng dẫn. Và đây là sạc nhé. Và tất cả phụ kiện sạc nhé. Thì mình sẽ test qua phần qua phần xem phim cho các bạn xem nhé. Mình sẽ test vào qua. Đó. Màn hình rất là to như các bạn nhé. Đấy các bạn, đấy. Đấy, màn hình cũng rất là sắc nét nhé. Các bạn nhìn rất là sắc nét nhé. Đấy. Này, điện thoại thì con này con Tab Archer này thì con này là bên mình đang chiên khách hàng với giá là 1 triệu đồng nhé. Thì sản phẩm bên mình thì còn hôm nay mình nhập về được 5 chiếc các bạn nhé. Mình thanh lý cho các bạn là với giá là mức giá là 1 triệu đồng nhé. Thì dành cho các bạn nào mà ví dụ nhà có ông bà bố mẹ hay là con nhỏ, các bạn có thể là mua về cho con xem phim này, hoặc là các bạn xem phim này, hoặc là các bạn nói chung là các bạn mua về xem phim này, nói chung là một con máy tab nghe gọi, máy phụ ở nhà cũng rất là ok nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Tab Archer này nhé thì các bạn nhanh tay đặt hàng cho mình là sớm nhé. Con này là màn hình 7 inch nhé, màn hình 7 inch các bạn nhé. Nói chung là xem phim, nghe nhạc, nói chung là chơi game, tựa game nhẹ với cả các cái sản phẩm nghe gọi rất là ok nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Archer này các bạn nhanh tay hàng mình là sớm nhất nhé. Một là các bạn liên hệ cho mình qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cho mình. Số điện thoại cho mình là bên số điện thoại mình 0966221789. Số này thì mình sẽ dùng Zalo luôn các bạn nhé. Và số thứ hai là 0833221789 này. Đấy. Nhà mình thì các bạn gọi số 1 không được thì các bạn liên hệ số 2 giúp mình nhé. Máy hình thức là hàng mới các bạn nhé, nguyên hộp phụ kiện các bạn nhé. Và mình sẽ tạm thời chuyển sang sản phẩm khác cho các bạn nhé. Nhà mình tất cả là hôm nay về là 5 cây nhá. Bên mình nhận đốt, bên mình thường quay video buổi tối và nhận chốt vào trong vòng buổi sáng các bạn nhé. Các bạn nào mà thích sản phẩm Archer này, về xem phim, nghe nhạc hay là nhà các bạn có con nhỏ thì các bạn nhanh tay hàng mình được sớm nhất nhé. Đây. Tất cả nhà. Đây là hãng người ta thanh lý xả hàng ấy. Thì mình nhập được hôm nay mình nhập được 5 cây này về. Chiên cho các bạn nhá. Bên mình đang thanh lý với giá là 1 triệu đồng các bạn nhá. Sản phẩm bên mình thì là còn 5 cây nhé. Và hình thức mua hàng thì bên mình thì mình cũng nói sơ cua cho các bạn rồi đấy. Thì các bạn nào đã tin tưởng kênh YouTube của mình ấy, thì các bạn có thể là chuyển khoản trước cho mình. Còn các bạn nào mà chưa tin tưởng kênh YouTube của mình ấy, thì các bạn có thể là chọn hình thức kiểm tra hàng, nhận hàng và thanh toán. Nhưng mà hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán thì các bạn phải cọc phí ship cho mình nhé. 50k và 100k tùy theo mức giá sản phẩm các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn chiếc Oppo A7s.
Abit thì hôm nay mình vừa mình về được hai chiếc nhé, về được hai chiếc này, hai chiếc một hộp nhé, hai chiếc một hộp này. Đấy. Con này thì có sạc nhé, củ sạc nhé, củ sạc và dây sạc nhé. Đấy. Về được hai chiếc nhé, Oppo A3s nhé. Đấy. Máy hình thức là đẹp 99% các bạn nhé. Đấy, Oppo A3s thì cấu hình con Oppo A3s này, cấu hình con này là RAM mình quên, mình chưa kiểm tra. Con này RAM 2GB, bộ nhớ 16GB các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A3s thì các bạn nên hàng sớm nhất nhé. Con máy này màu đen nhé. Bên mình đang thanh lý với giá là 2.300.000 các bạn nhé. Máy hình thức là đẹp, máy thức là full hộp phụ kiện nhé. Và con này thì mình còn một con màu ấy, một con màu đỏ. Con này thì con màu đỏ nhé. Bên này là mình màu đỏ các bạn nhé. Con này thì cũng full hộp phụ kiện này. Đấy, A3s này. Toàn tem chả góp này. Thanh lý nhé. Và hai con này thì mình đồng giá với giá thanh lý với giá là 2.300.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A3s nhé thì các bạn nên tài hàng mình là sớm nhất nhé. Một là các bạn liên hệ cho mình trực tiếp qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên mình nhé. Và ở clip thì mình cũng nhắc các bạn luôn, tại vì tính mình thì mình hay bị quên. Các bạn nào mà đã đặt hàng bên mình sản phẩm mình hoặc đổi chắc bên mình rồi thì các bạn có thể là chưa thấy mình ship hàng thì mong các bạn gọi lại giúp mình nhé. Tại vì mình tính mình hay quên, mong các bạn thông cảm giúp cho mình nhé. Và tất cả cái địa chỉ thông tin cửa hàng nhà mình thì mình sẽ comment ở phần mô tả của video nhé. Thì các bạn nào mà có thể là các bạn nào mà gần cửa hàng nhà mình ấy thì các bạn có thể là qua trực tiếp cửa hàng nhà mình, hoặc là các bạn nào ở xa thì bên mình có ship nên là các bạn yên tâm. Và sản phẩm bên mình thì có lỗi được 1-1 tuần và bảo hành là 6 tháng nên là các bạn cứ yên tâm nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày này giới thiệu các bạn là chiếc Xiaomi Note 1S. Mi Note 1S thì hôm nay nhà mình về cũng được 4 cây nhé. Và sản phẩm Mi Note 1S này thì cấu hình con này là RAM 2GB, bộ nhớ 16GB. Con này thì được trang bị là màn hình 5.5 inch. Dụ nhà các bạn mà có trẻ nhỏ hay em nhỏ thì các bạn có thể là mua tặng cho trẻ nhỏ em nhỏ. Một con sản phẩm Xiaomi Note 1S này nhé, rất là tuyệt vời nhé. Thì bên mình đang chiên khách hàng với giá là 1.000.000 các bạn nhé. Đây màn hình rất là to nhé, 5.5 inch. Dùng rất là thích nha các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Mi Note 1S này nhé, các bạn ra hàng mình là sớm nhất nhé. Bên mình nhà mình 4 cây nhé. Này, làm nói chung là mức giá nói chung là không rẻ quá mà không đắt quá thì các bạn có thể là mua sản phẩm này về trải nghiệm cũng rất là ok nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc Oppo F3. Con này Oppo F3 hình thức con này phải đẹp 97-98% nhé. Hôm nay mình vừa về con này xong, máy zin đét nguyên bản luôn nhé. Cấu hình con Oppo F3 này thì cấu hình con này là RAM, con này thì nồi đồng bùi đá cực kỳ mà. Cấu hình con này là RAM 4GB, bộ nhớ là 64GB. Thì con Oppo F3 này thì bên mình đang thanh lý với giá là 2.400.000 các bạn nhé. Máy hình thức rất đẹp các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Oppo F3 này nhé thì bạn nên hàng mình là sớm nhất nhé. Cấu hình rất là ok các bạn nhé. Nói chung là bên mình thì hay phục vụ dân, chủ yếu dân lao động và thu nhập thấp nên là các bạn cứ yên tâm về sản phẩm bên mình, không phải lo nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc Oppo F9 nhé. F9 đi cấu hình con này là RAM 4GB, bộ nhớ là 64GB. Con này là máy màu xanh tím nhé. Con này hình thức là đẹp 97-98% các bạn nhé. Máy rất đẹp các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Oppo F9 này nhé thì các bạn nên tên hàng cho mình là sớm nhất nhé. Bình thường thì bên mình hay chốt đơn vào buổi sáng thì cứ mong các bạn là chốt đơn cho mình sớm nhất nhé. Máy rất là đẹp ạ. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc Samsung Note 8 này. Note 8 thì hôm nay mình vừa mới về con này xong. Đấy. Samsung Note 8 này thì cấu hình con này là RAM 6GB, bộ nhớ là 64GB các bạn nhé. Con này là RAM 6GB, bộ nhớ 64GB các bạn nhé. Con này RAM 6GB, bộ nhớ 64GB. Các bạn với RAM 64GB thì các bạn thì thao hồ trải nghiệm nhé. Máy hình thức đẹp, rất đẹp các bạn nhé. Máy hình thức đẹp 98-99% các bạn nhé. Máy màu xanh rất đẹp. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 8 đấy nhé, các bạn nên đặt hàng cho mình là sớm nhất nhé. Con này mình sẽ thanh lý cho các bạn với giá là ưu đãi nhất nhé. Nên là các bạn cứ yên tâm về giá.
không phải lo nhé. Đấy. Máy rất là đẹp ạ. À, mặt trước thì họ đã dán ni lông sẵn đấy nhé. Con này thì mặt trước họ đã dán ni lông chống xước cho các bạn, nên các bạn cứ về chỉ việc dùng nhé, không phải đi dán gì nữa. Đây, và có một cái ốp đây, ốp chống va đập rất là tốt nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 8 thì các bạn nên cái hàng mình sớm nhất này. Đấy, mà vào khuôn mặt phát một. Ngày trước con này cũng khá là đắt đấy, mấy 20 triệu đấy, nhưng bây giờ với giá cực kỳ là rẻ thôi. Nên là các bạn cứ yên tâm về giá sản phẩm chiếc Samsung Note 8 này bên mình nhá. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc Sony Xperia. Sony Xperia thì hôm nay nhà mình về tiếp tục được tất cả các màu nhé, đủ màu nhé, màu hồng này, màu bạc này, màu đen này, màu bạc này và màu gold này. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Sony Xperia thì các bạn đến tay hàng mình sớm nhất nhé. Cấu hình con này là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB. Con này thì bên mình đang thanh lý với giá là chỉ với giá là hơn 1 triệu đồng thôi các bạn nhé. Các bạn cứ yên tâm về giá con này nhé, mình sẽ bao cho các bạn là giá là ưu đãi nhất, rẻ nhất cho các bạn nhé. Nói chung là sản phẩm này thì bây giờ thì hàng cũ lướt lại thì cũng không có đâu. Tất cả sản phẩm này mình sẽ nhập nguyên chiếc về bán cho các bạn nhé. Nên các bạn cứ yên tâm về nói chung là tình trạng máy hay là máy móc tất cả bên trong nhé. Bao cho các bạn là nguyên zin hết nhé. Bạn nào thích sản phẩm Sony Xperia thì bạn nghe hàng mình sớm nhất nhé. Máy màu bạc rất đẹp nhé. Máy màu hồng thì con gái dùng rất là nữ tính nhé. Và máy màu gold cũng rất là đẹp nha các bạn nhé. Bên mình thì thanh lý với giá là hơn 1 triệu đồng. Với mức giá hơn triệu đồng thì các bạn đã có sở hữu cấu hình là RAM 3, bộ nhớ 32 rồi. Chơi game Liên Quân, PUBG, Free Fire rất là tuyệt vời các bạn nhé. Con này thì bên mình cũng bán rất là nhiều rồi. Về tình trạng lỗi và bảo hành con này cực kỳ là ít nhé. Hầu như là không có nhé. Nên là các bạn cứ mua sản phẩm Xperia bên mình thì cứ yên tâm, không phải lo nhé. Mình nhà mình thì về đủ màu nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc Samsung Z7 Pro này. Z7 Pro thì hôm nay nhà mình về được rất nhiều này. Màu gold này, màu đen này, màu xanh này, màu hồng này, và màu đen này, gold này. Đấy, nhà mình về rất nhiều chiếc Samsung Z7 Pro nhé. Đấy, nhà mình thì Samsung Z7 Pro thì hôm nay nhà mình có đủ màu các bạn nhé. Rồi, bạn nào thích màu xanh này, màu xanh này, màu gold này, màu hồng ấy, nó cứ giao diện thì màu đen thì sẽ nền xanh này, màu hồng sẽ nền hồng, màu vàng sẽ nền vàng này. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z7 Pro ấy, thì các bạn nhanh tay hàng mình là sớm nhất nhé. Cấu hình của Samsung Z7 Pro thì cấu hình con này là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB. Pin con này rất là trâu bò nhé, được cộng đồng đánh mạng đánh giá pin con này rất là trâu bò nhé, rất là ok nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z7 Pro bạn nhanh tay là cho mình sớm nhất nhé. Một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên mình nhé. Máy màu hồng này các bạn mua tặng cho bạn gái người yêu rất là tuyệt vời nhé. Đấy, rất máy rất đẹp nhé. Đấy, tặng ông xã bà xã rất là tuyệt vời nhé. Còn màu gold thì các bạn con trai dùng rất là nữ tính nhé. Nói chung là con nào cũng dùng hết, con trai con gái thì cũng dùng như nhau hết nhé. Nói chung là không phân biệt con trai con gái cả nhé. Và sản phẩm Samsung Z7 Pro thì bên mình đang thanh lý với giá là hơn 2 triệu đồng. Nên là sản phẩm Z7 Pro thì các bạn cứ yên tâm về giá nhé. Với những con mà xấu hơn một chút thì mình sẽ thanh lý cho các bạn mà xấu hơn chút. Con này, như con này thì có phải cần đây. Thì con này thì bên mình đang thanh lý với giá là 2.400.000 các bạn nhé. Con này Samsung máy màu đen nhé. Thì con này bị phẩy góc này. Nói chung là bốn góc thì phẩy một chút. Thì bên mình đang thanh lý với giá là 2.400.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z7 Pro bạn hãy ra mình sớm nhất nhé. Mình sẽ chuyển sang sản phẩm khác cho các bạn. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày này giới thiệu các bạn là chiếc Samsung Z7 cộng. Z7 cộng này vừa về con này xong. Và cấu hình con này là RAM 4GB, bộ nhớ là 32GB các bạn nhé. Đây, các bạn tặng kèm một bảng cái ốp này. Đây, lưng đèn này. Con này hình thức đẹp 95%. Và sản phẩm Samsung Z7 cộng này thì bên mình đang thanh lý với giá là 2.800.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z7 cộng này nhé, thì các bạn nên hàng mình là sớm nhất nhé. Và bên mình thì có ship 3 miền nên là các bạn mua xa thì yên tâm nhé.
Nói chung là mình cũng tối nay thì mình cũng nhiều sản phẩm để thanh lý cho các bạn. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày này giới thiệu các bạn là chiếc Samsung, con này là G530. G530 thì hôm nay mình vừa về con này xong. Thì con này thì bên mình đang thanh lý với giá là này. Còn G530 thì bên mình đang thanh lý với giá là 700k các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung G530 này nhé, thì các bạn nhận được hàng mình là sớm nhất nhé. Con này thì bên mình đã thanh lý với giá là 700k các bạn nhé. Máy màu trắng nhé. Con này màn hình cũng kỳ to nhé, dành cho bạn mà dụ tuổi cao mắt kém hoặc là thích sản phẩm mà để về xem phim nghe nhạc ấy, cũng rất là ok nhé. Bên mình đã thanh lý với giá là 700k các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày này giới thiệu các bạn là chiếc Samsung S6s này. S6s nhé. Đấy. S6s thì màn hình con này màn hình cong này. Thì sản phẩm S6s này thì bên mình đã thanh lý với giá là 2 triệu đồng các bạn nhé. Máy màu đen rất đẹp nhé, máy màu đen rất bọc đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S6s thì các bạn nên hàng mình sớm nhất nhé. Con này thì mình đang để lên pin rất rồi, bật cho các bạn xem này. Đấy, Samsung đấy. Đấy, G530 này, S6s này. Thì các bạn nên tài hàng mình là sớm nhất nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày này giới thiệu các bạn là chiếc Oppo F1S nhé. F1S thì hôm nay vừa về được con này xong. Cấu hình con này là RAM 3GB, bộ nhớ 32GB. Thì con này thì hình thức là đẹp 95%. Thì con này thì bên mình đã thanh lý với giá là 1 triệu 800k các bạn nhé. Đây con này sau được có dán ni lông này. Nói chung là màn hình thì chỉ bị cấn một xíu chỗ này thôi nhé. Nói chung là chỗ này thì cũng không nhiều quá nhé, cấn một chút thế này thôi. Thì bên mình thanh lý cho các bạn là 1 triệu 800k các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Oppo F1S này nhé, thì các bạn tài hàng là mình sớm nhất nhé. Chỉ cần chút chỗ này thôi thì mình thanh lý cho các bạn là 1 triệu 800k. Cấu hình là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc Oppo A37. A37 thì hôm nay nhà mình có hai tên nhé. Và sản phẩm Oppo A37 thì cấu hình con này là RAM 2GB, bộ nhớ là 16GB. Và sản phẩm Oppo A37 thì bên mình đang thanh lý với giá là hơn 1 triệu đồng các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A37 thì các bạn nên tài hàng mình là sớm nhất nhé. Máy màu gold, hình thức còn 95% các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc hai chiếc iPhone 6 thường. Hai con này là bản 16GB nhé. Đây, một màu gold và một gray. Thì hai con này thì bên mình đang thanh lý với giá là hơn 2 triệu đồng các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 6 này nhé, bản 16GB này nhé, thì các bạn nên tài hàng mình là sớm nhất nhé. Này, con này bản LLA này, 16GB này. Và con này xem là mình sẽ xem bản gì nhé. Này, con này bản 16GB, bản này là bản ZD trên A nhé. Này, máy màu gray nhé, và máy màu gold, hình thức là đẹp 97-98% nhé các bạn. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 6 thường này, các bạn có thể hàng mình sớm nhất nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc hai chiếc Samsung A5 2017. Thì nhà mình có một xanh này và một hồng này. Sản phẩm Samsung A5 2017 này thì bên mình đang thanh lý với giá là hơn 2 triệu đồng các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A5 2017 này, máy màu xanh ngọc này, các bạn những cái hàng mình là sớm nhất nhé. Bên mình đang thanh lý với giá là hơn 2 triệu đồng các bạn nhé. Cọc chân sạc tai xi, máy màu xanh rất đẹp các bạn nhé, xanh ngọc. Đây là một màu hồng này, các bạn mua tặng người yêu bà xã rất là tuyệt vời nhé. Đấy. Bên mình thì buổi tối ngày nay thì cũng về rất nhiều sản phẩm mình giới thiệu các bạn nhé. Đây, và sản phẩm cuối cùng buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc iPhone 5S. iPhone 5S thì hôm nay mình vừa về con này xong. Con này là bản VN9A luôn các bạn nhé. Con này là bản công ty nhé, bản công ty Việt Nam này, này. Con này là bản 16GB, bản VN9A luôn nhé. iOS rất là thấp, iOS từ thời đầu iOS 10.0.2 này. Thì con này thì bên mình đã thanh lý với giá là 1 triệu 500k các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 5S này nhé, thì các bạn nên tài hàng mình sớm nhất nhé. Con này là bản VN9A nhé, rất đẹp nha. Hôm nay mình vừa về con này xong. Con này thì mình mua bán mình đã kiểm tra rất là kỹ rồi nhé, nên là các bạn cứ yên tâm không phải lo nhé. Nói chung là mỗi sản phẩm iPhone về thì mình phải bỏ ra mình kiểm tra bên trong tình trạng bên trong như nào,
để còn chắc chắn cho các bạn, không bán cho các bạn yên tâm, nhưng các bạn không phải lo nhé. Và cũng kết thúc buổi tối ngày hôm nay thì bên mình có ít mẫu sản phẩm cũ mình giới thiệu và thanh lý cho các bạn. Thì các bạn mà xem video của mình thấy hay thì các bạn nhớ hoan hỉ chia sẻ video tới mọi người thân, biết đâu mọi người thân lại thích sản phẩm đấy và cũ bên mình ấy, thì các bạn có thể là mua ủng hộ mình nhé. Và thì bây giờ thì cũng muộn rồi, và xin chúc cho các bạn đang xem video của mình ấy, một buổi tối ngủ ngon và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc nhá. Xin chào tất cả các bạn nhá. Rất hay rồi, khóa phát một các bạn nhá. Và xin chào các bạn nhá.